À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đến với bài học số 8 với tiêu đề Cánh cửa mở ra thế giới. Ở bài học này, cô sẽ hướng dẫn chúng ta kỹ năng thực hành tiếng Việt liên quan đến nội dung, thành phần biệt lập trong câu, đặc điểm và chức năng. Trước tiên chúng ta cùng đi vào phần 1 lớn, khởi động. Các em hãy trả lời nhanh các câu hỏi sau để có thể tái hiện kiến thức. Câu số 1. Trong tiếng Việt, về cấu trúc ngữ pháp, câu có mấy thành phần chính? Đó là thành phần nào? Câu hỏi này chắc chắn là chúng ta sẽ trả lời rất nhanh. Cô gợi ý cụ thể. Trong tiếng Việt, có hai thành phần chính xét về cấu trúc ngữ pháp trong câu. Đó là thành phần chủ ngữ và vị ngữ. Câu 2. Những thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc nêu trong câu gọi là thành phần gì? Chúng ta có thể gọi đó là thành phần biệt lập. Câu 3. Những thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc nêu trong câu chúng ta có thể bỏ được không? Bởi vì nó không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc trong câu cho nên các em hoàn toàn là có thể bỏ được. Bởi vì là khi chúng ta bỏ đi thì nội dung thông tin của câu truyền đạt tới mọi người cũng sẽ không có sự thay đổi. Câu số 5. Hai bà cháu chợt nhận ra cô gió. Bà tư tỉnh hẳn lên. Đào ơi, có gió rồi, con nghỉ tay đi. Ôi, cô gió thật là tốt quá. Thành phần gạch chân trong hai câu, trường hợp nào để tạo lập quan hệ giao tiếp? Trường hợp nào để duy trì quan hệ giao tiếp? Chúng ta cần đọc kỹ hai thành phần này. Các em có thể thấy, thành phần đào ơi thì sẽ dùng để tạo lập quan hệ giao tiếp vì đây là tiếng gọi, là lời gọi nhân vật. Còn từ ôi thì là sẽ dùng để duy trì quan hệ giao tiếp. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần 2 lớn, hình thành kiến thức liên quan đến bài học. Các em hãy nhớ kỹ cho cô kiến thức liên quan đến các nội dung như sau. Một là thành phần biệt lập, đó là thành phần phụ có tính độc lập với nòng cốt của câu. Hai là thành phần biệt lập và gồm có các chức năng như sau. Thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu, thường được tách biệt bằng dấu gạch ngang, dấu phẩy, dấu ngoặc đơn hoặc dấu hai chấm. Tiếp theo là thành phần gọi đáp, được dùng để gọi đáp, tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp. Thứ ba đó là thành phần tình thái, được dùng để diễn tả thái độ, cách đánh giá của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Từ kiến thức lý thuyết mà cô vừa cung cấp, sau đây chúng ta sẽ cùng áp dụng vào việc làm các bài tập thực hành ở mục 3 lớn, luyện tập vận dụng. Trước tiên hãy giải quyết cho cô yêu cầu trong bài tập số 1 ở trang 53. Xác định thành phần biệt lập trong các trường hợp sau và cho biết chức năng của chúng. A. Sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về, trích từ bài Sang Thu của Hữu Thỉnh. B. Cả ba cùng chạy vào, cùng nói. Bác Tài ơi, bác có đi với chúng cháu đến nhà lão Miệng không? Chúng cháu đến nói cho lão biết, từ nay chúng cháu không làm cho lão ăn nữa. Chúng cháu cũng như bác, lâu nay vất vả nhiều rồi, nay phải nghỉ ngơi mới được. Trích từ bài Chân tay tai mắt miệng trong Chuyện ngụ ngôn Việt Nam. C. Trẻ con chúng tôi la ó, té nhau, reo hò. Ôi, con suối khi nó cạn, chúng tôi ngẩn ngơ. Chúng tôi thỏa thuê tắm. Khi ra về, tiếng ảo ảo vọng mãi. Trích từ bài Tuổi thơ im lặng của Duy Khán. Chúng ta hãy đọc kỹ yêu cầu câu hỏi và sau đó chúng ta sẽ vận dụng kiến thức lý thuyết để trả lời. Ở bài tập số 1 này, các em có thể chỉ ra cụ thể cho cô. A đó là thành phần tình thái, hình như. Chức năng của nó là thể hiện cách đánh giá của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Đây là từ biểu thị ý phỏng đoán một cách dè dặt, dựa trên những gì trực tiếp cảm thấy được. B có thành phần gọi đáp, bác tai ơi. Chức năng là dùng để gọi đáp, tạo lập mối quan hệ giao tiếp. C. Thành phần cảm thán, ôi.
Chức năng là thể hiện cảm xúc của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Và còn cụ thể hơn đó là biểu lộ sự xúc động mạnh mẽ trước những điều bất ngờ. Đó là phần định hướng cho bài tập số 1 trong phần thực hành tiếng Việt. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang yêu cầu câu hỏi số 2 ở trang 54. Cho biết thành phần phụ chú trong mỗi trường hợp sau bổ sung thông tin gì? A. Đêm ấy, ông khách, đích thị là bọ dừa, cụ giáo thông thái, chả bao giờ nói sai. Ngủ lại dưới vòm là chúc thật, trích trong bài Giọt sương đêm của Trần Đức Tiến. B. Và bởi vậy, truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng vẫn còn sống mãi trong lòng người đọc, vượt ra khỏi giới hạn không gian và thời gian. Trích từ bài Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng theo Minh Khuê. C. Vài ngày ngâm rửa như thế mới bắt đầu một trong những quy trình then chốt gọt thủy tiên. Trích từ bài Cách gọt của hoa thủy tiên theo Giang Nam. D. Giữa dây buộc một miếng vải đỏ hay một vật bất kỳ làm dấu, gọi là tâm điểm để xác định đội thắng. Trích từ bài Kéo co của Trần Thị Ly. Các em hãy chú ý kỹ yêu cầu của bài tập số 2 này, đó là chúng ta cần phải thấy được chức năng của thành phần phụ chú và các em cần nêu cụ thể nó bổ sung thông tin gì. Cô hướng dẫn cụ thể trả lời câu hỏi số 2 này như sau. Câu A có thành phần phụ chú, đích thị bọ dừa. Chức năng cụ thể là bổ sung thông tin cho ông khách. Đây là thông tin về tên của ông khách với lời khẳng định về độ chính xác của thông tin. Thành phần phụ chú thứ hai đó là cụ giáo thông thái chả bao giờ nói sai. Chức năng là bổ sung thông tin cho toàn câu. Việc ông khách tức là bọ dừa ngủ lại dưới vòm lá trúc là suy đoán của cụ giáo thông thái. Và những suy đoán của cụ giáo thì chẳng bao giờ sai. Chuyển sang phần hướng dẫn cho câu B. Chúng ta có thành phần phụ chú là vượt ra khỏi giới hạn không gian và thời gian. Với thành phần phụ chú này cũng có chức năng là bổ sung thông tin cho nội dung, sống mãi trong lòng người đọc, làm rõ thêm thông tin về sức sống của truyện ngắn, Chiếc lá cuối cùng. C. Thành phần phụ chú, gọt thủy tiên, chức năng bổ sung thông tin về tên của một trong những quy trình then chốt khi gọt tỉa củ thủy tiên. Giờ chúng ta có thành phần phụ chú gọi là tâm điểm. Chức năng ở đây vẫn là bổ sung thông tin về tên gọi của một miếng vải đỏ hay một vật bất kỳ làm dấu. Như vậy các em đều thấy điểm gặp gỡ chung của các thành phần phụ chú khi nói về chức năng đó là đều bổ sung thông tin. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây đó là các em cần chỉ ra được nó bổ sung thông tin gì. Và chúng ta sẽ cần phải gắn vào từng câu để các em chỉ ra cụ thể. Chuyển sang phần hướng dẫn cho câu hỏi số 3, yêu cầu câu hỏi như sau. Dựa vào thành phần gọi đáp trong các trường hợp bên dưới, hãy cho biết tính chất mối quan hệ giữa người nói và người nghe. A. Thưa ông, độ này trời hạn, cạn khô cả. Trích từ Vắt cổ chày ra nước, chuyện cười dân gian. B. Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ? Ừ, phải đấy, để chị về lấy. Trích trong truyện Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam. Các em sẽ chú ý cho cô yêu cầu ở đây, đó là người ta đã đưa ra được thành phần gọi đáp trong các trường hợp. Và chúng ta sẽ phải nêu ra tính chất mối quan hệ giữa người nói và người nghe như thế nào. Chúng ta cần đọc kỹ để thấy được mối quan hệ giữa người nói và người nghe, từ đó thì đánh giá được tính chất chính xác. Ở câu A thì có thành phần gọi đáp. Thưa ông đã thể hiện mối quan hệ giữa người dưới, tức là đầy tớ với người trên là chủ nhà. Trong câu B thì có thành phần gọi đáp. Chị ạ, à, thể hiện mối quan hệ giữa người dưới là em đối với người trên là chị. Còn có từ ừ cũng là thành phần gọi đáp, thể hiện mối quan hệ giữa người trên là chị với người dưới là em. Chúng ta cùng giải quyết tiếp câu hỏi số 4 ở trang 54. So sánh hai câu sau và cho biết sự khác nhau về nghĩa giữa chúng. A. Chắc chắn trời sẽ mưa. B. Có lẽ trời sẽ mưa.
Theo em, vì sao lại có sự khác biệt ấy? Chúng ta hãy đọc kỹ lại một lần nữa hai câu này. Có một số bạn sẽ không thể nhận ra được sự khác biệt, nhưng cô tin rằng là số đông chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt. Tiếng Việt của chúng ta rất là phong phú trong cách diễn đạt. Bởi vậy chỉ cần thay đổi bằng một từ thôi thì sắc thái nghĩa cũng sẽ khác biệt. Cô gợi ý cụ thể ở đây. Chúng ta thấy được sự khác nhau về ý nghĩa giữa hai câu A và câu B, đó là chắc chắn thì đây là một từ thể hiện sự khẳng định dứt khoát là sẽ xảy ra như thế, thể hiện cái mức độ tin cậy cao về sự việc được đề cập đến ở trong câu. Có lẽ thì lại biểu thị ý phỏng đoán hoặc khẳng định một cách dè dặt về điều nghĩ rằng có thể là như thế, thể hiện mức độ tin cậy thấp về sự việc được đề cập đến trong câu. Chuyển sang câu hỏi số 5 ở trang 54. Viết đoạn văn khoảng 5 câu thể hiện những cảm xúc của em khi được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp, trong đó có ít nhất một câu chứa thành phần biệt lập. Xác định chức năng của những thành phần biệt lập này. Các em hãy chú ý cho cô, dung lượng đoạn văn ở đây chỉ yêu cầu viết khoảng 5 câu. Và vấn đề mà chúng ta cần hướng tới đó là thể hiện cảm xúc khi mà chiêm ngưỡng một cảnh đẹp. Và còn một yêu cầu nữa, đó là phải có một câu chứa thành phần biệt lập. Sau khi chúng ta đã viết xong và xác định được thành phần biệt lập, thì các em sẽ nêu cho cô chức năng của thành phần ấy. Cô hướng dẫn cụ thể một đoạn văn tham khảo với 5 câu văn như sau. Khi chạy xe ô tô qua ven biển, tôi thỏa thích, say sưa ngắm nhìn những đồi thông bạt ngàn. Cây thông mọc thẳng, cao vút, trông như những người khổng lồ làm nhiệm vụ canh giữ biển. Mỗi khi có cơn gió thổi mạnh, hàng thông lại đung đưa với mùi hương đặc trưng và tạo nên thứ âm thanh xào xạc riêng biệt. Khi đi xe qua một đoạn khá xa, tôi vẫn cảm thấy phảng phất hương thông đâu đây. Chắc chắn tôi sẽ trở lại nơi đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng thông. Ở đây chúng ta thấy là có từ chắc chắn chính là thành phần biệt lập, thể hiện sự khẳng định dứt khoát là nhất định người viết sẽ quay trở lại nơi đây để ngắm nhìn cảnh đẹp một lần nữa. Như vậy, ở phần hướng dẫn vừa rồi, cô và các em đã cùng giải quyết những yêu cầu trong phần bài tập thực hành tiếng Việt. Chúng ta thấy thành phần biệt lập là một thành phần cần có trong khi chúng ta diễn đạt. Thế nhưng khi chúng ta lược bỏ nó đi thì ý nghĩa của câu cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Quan trọng là các em cần hướng tới mục đích rõ ràng để có thể vận dụng hiệu quả những thành phần ấy. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.